Trong tuần qua, bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu thường xuyên, lực lượng vũ trang tiếp tục triển khai các hoạt động phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố như tham gia chốt trực phòng chống dịch, tổ chức các gian hàng phục vụ nhu yếu phẩm cần thiết để hỗ trợ các đối tượng chính sách gặp khó khăn trên địa bàn thành phố. Từ nguồn đóng góp của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã tặng 700 suất rau củ quả, thực phẩm thiết yếu trị giá 91 triệu đồng cho người dân các khu vực cách ly thuộc 4 quận Thanh Khê, Sơn Trà, Cẩm Lệ và Liên Chiểu. Chúng tôi cũng đã kêu gọi các cái đơn vị bằng cái nỗ lực của mình trong cái vấn đề tăng gia sản xuất, tiết kiệm từ các cái nguồn thu để mà ủng hộ đồng hành cùng với nhân dân trên địa bàn để khắc phục khó khăn trong cái đại dịch Covid này. Những cái tấm lòng của quân đội, người lính của Cụ Hồ đã lòng đúng như lời của bác dặn, tức là chăm sóc cho đến người dân từng bữa ăn trong khi khó khăn hoạn nạn. Thì gia đình tôi cũng không biết gì hơn, xin chân thành cảm ơn đến tất cả người lính Cụ Hồ. Chia sẻ với những người dân có hoàn cảnh khó khăn sinh sống trong các khu vực bị phong tỏa cách ly y tế trên địa bàn phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Ban Chỉ huy quân sự quận phối hợp với Lữ đoàn 83, vùng 3 Hải quân, Trung đoàn Pháo phòng không 224, Sư đoàn 375, Quân chủng phòng không không quân, tổ chức gian hàng lưu động không đồng, phục vụ người dân trên địa bàn phường. Ngay trong buổi sáng, toàn bộ các phần quà đã được lực lượng chức năng phường Nại Hiên Đông chuyển đến tận tay của người dân. Cái điều kiện sinh hoạt của người dân thì hết sức là khó khăn. Thì chúng tôi cũng rất là tìm mọi cách để vận động các nguồn hỗ trợ để cung cấp vào các cái khu, đặc biệt là các khu phong tỏa cứng ở trong các khu dân cư. Trong cái điều kiện thực hiện nghiêm cái công tác phòng chống dịch thì việc hỗ trợ của các đơn vị, đặc biệt là các đơn vị quân đội đã trực tiếp vào thăm, động viên và tặng quà cho bà con nhân dân là thể hiện cái ý nghĩa hết sức là tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ, đã động viên bà con và các lực lượng chức năng của phường sẽ nỗ lực cố gắng thực hiện tốt công tác phòng chống dịch. Thì đây là một cái việc làm hết sức ý nghĩa. Từ sản phẩm tăng gia sản xuất và sự quyên góp, ủng hộ, đóng góp của cán bộ chiến sĩ các cơ quan, đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn, gian hàng lưu động không đồng đã trao tặng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Nại Hiên Đông 70 suất quà gồm các mặt hàng thiết yếu như gạo, nước mắm, dầu ăn, mì tôm, mì chính, đường, rau củ quả với tổng số tiền gần 25 triệu đồng. Toàn bộ chúng tôi ở cái khu cách ly quá khó khăn, nhưng mà đơn vị quân đội quan tâm cho chúng tôi lãnh những món quà có ý nghĩa. Cảm ơn các chính quyền, các đơn vị lo cho dân chúng tôi. Trước những diễn biến phức tạp của đại dịch khiến cuộc sống sinh hoạt của nhiều hộ dân bị đảo lộn, việc các đơn vị quân đội phối hợp hỗ trợ các thực phẩm thiết yếu, tổ chức gian hàng lưu động không đồng, hỗ trợ các địa phương cách ly y tế đã có ý nghĩa rất lớn trong việc chung tay chia sẻ khó khăn với các hộ dân nghèo, đồng hành cùng chính quyền địa phương đẩy lùi đại dịch COVID-19.